Phật trời ưu ái, thần tài ban phúc, năm con giáp ăn đậm, chúng to, phát tài phát lộc, lĩnh thưởng tiền tỷ trong ngày 29 tháng 6 âm lịch, ngày kỷ hợi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào cái ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch và chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang cái tháng cô hồn, tháng của những nỗi lo âu và sợ hãi. Vậy thì trong cái tháng 6 âm lịch, ngày cuối cùng này thì con giáp nào sẽ là những con giáp được may mắn trời ban à, thưa quý vị cổ nhiên con nói đạo trời thì khó nắm bắt sứ mệnh của con người thì không cố định chỉ có mỗi số phận là không thể suy đoán được bằng cái lẽ thường vận mệnh là vô thường vì cái số phận và cái may mắn là hai cái sợi dây một bên thì do tay trời nắm một bên thì nằm trong tay của chúng ta cho nên dù ở đâu hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa cuộc sống tốt hay là xấu phúc lộc giàu sang hay là nghèo hèn đều phụ thuộc vào cái tâm tính của các bạn chỉ cần các bạn sống thiện tâm và luôn nhìn về cái mặt tích cực thì dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu đi chăng nữa chúng ta cũng có thể là hiên ngang mà vượt qua mở ra một cái mở ra cho mình một cái vận trình may mắn hơn một cuộc đời đầy đủ trọn vẹn và hạnh phúc hơn À, theo luận giải mới nhất của các bậc tử vi tâm linh học thì trong số 12 con giáp có 5 con giáp tuổi trẻ nghèo khổ vận đen cứ liên tục đeo bám nhiều lần phải gì rơi vào cái bế tắc vỡ nợ trắng tay à, những tưởng là buông xuôi cái số phận nhục nhã của mình đó nhưng chỉ cần bước sang ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày cuối cùng của tháng 6 này ấy, thì nhờ có cái tính cách là lương thiện ăn ở hiền lương tốt bụng mà cuộc đời sẽ luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cuộc sống thì cũng sẽ an nhàn sung sướng, con cháu thì đầy đàn, gia đạo thì an vui và hạnh phúc. Tiền bạc nhiều như nước lũ. Và đặc biệt, đúng cái ngày 29 tháng 6 âm lịch này, chính là cái lúc mà năm con giáp này bất ngờ được cắt tinh nó chiếu rọi, thần Phật thì ưu ái mà cải biến cái số mệnh, lội ngược dòng vươn đến làm đại gia, mua nhà sắm xe, tiền bạc thì đầy tay, Phúc lộc thì đầy nhà, giàu, nhanh chóng mặt Vậy thì vận trình cụ thể của năm con giáp trong ngày 29 tháng 6 âm lịch sẽ ra sao? À, quý vị hãy cùng tử thông đấy luận giải ngay trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé à, Thưa quý vị, à, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày cuối cùng của cái tháng 6 này thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi tí à, Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày kỷ hợi thì những người tuổi Tý có thiên tài nó chiếu mệnh vậy nên những người tuổi Tý sẽ có những cái may may mắn bất ngờ đấy à, công việc chính hay là phụ thì đều gặt hái được những cái thành công rực rỡ à, và trong thời gian này một số người tuổi Tý sẽ có cái cơ hội trúng số đổi đời rất là thần tài chiếu mệnh bên cạnh đó cái, những cái người tuổi Tý cũng được thần tài ưu ái mà à, đem cho cái sự nghiệp cũng như là thuận lợi Đấy, à, các kế hoạch của quý vị diễn ra một cách là trôi chảy hanh thông. Trong thời gian này được lộc trời ban nên là quý vị cũng dễ được tìm kiếm được những cơ hội kiếm bạc tỷ trong tay. À, tuy nhiên, quý vị đừng có mà ham vào những cái trò cờ bạc lô đề đỏ đen ấy, kéo rồi lại bị lại bị tán lộc quý vị nhé. À, thêm nữa, trong cái ngày kỷ hợi được cục diện tam hội là hội tí xỉu nó tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên là ấy, những cái cuộc ngoại giao của những người tuổi tí phải nói là mỹ mãn trong ngày hôm nay thì những người tuổi tý sẽ ký kết được nhiều cái hợp đồng nhờ cái tài ăn nói khéo léo và quý vị cũng sẽ được quý nhân luôn tương trợ giúp đỡ ở bên cạnh nên là cũng sẽ nhanh chóng tìm cho mình được một cái hướng đi đúng đắn phát triển cái sự nghiệp ngày một lên một cái tầm cao mới à, bên cạnh đó đây cũng là cái thời điểm để cho những người tuổi tý sẽ mở rộng cái mối quan hệ của mình à, quý vị nên là gì tích cực đi giao lưu gặp gỡ mọi người nhiều hơn để tìm kiếm thêm cho mình những cái cơ hội quý vị nhé À, không những may mắn về vận trình sự nghiệp mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tý cũng sẽ được ổn định do có hai hành Thủy Tương Hòa lại được cục diện Tam hội hội Tý Sửu nó tương trợ kèm theo đó là được thiên tài nó chiếu mệnh vậy nên trong thời gian này à, quý vị cũng sẽ đạt được nhiều cái thành tích nhất định và có được bạc tỷ trong tay à, nhưng cũng khuyên quý vị nên biết hài lòng với những cái gì mà mình đạt được ở cái thời điểm hiện tại Nói chung ấy à, cái thời điểm này thì quý vị cũng nên là à, lên những cái kế hoạch dài hạn hơn và đừng có mà gì ngủ quên trên chiến, chiến thắng quý vị nhé. Ở à, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tý cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín ba để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc chọn đời cho những người tuổi những người tuổi tí đó là con giáp may mắn đầu tiên đó tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi sửu nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì cái vận trình của những người tuổi sửu có những cái bước đột phá và cũng khá là khanh thông thuận lợi do được cục diện là hợi tí sửu là tam hội à, trong ngày hôm nay ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày kỷ hợi ngày cuối cùng của tháng 6 này ấy, thì các bạn cũng tính được đường đi nước bước và được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Gặp khúc mắc nào cũng sẽ được giải quyết một cách là triệt để. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, với những người làm chung ấy, thì cũng sẽ vô cùng vui vẻ và thuận lợi. Và trong ngày hôm nay cũng được thực thần độ mệnh nên là những người tuổi tuổi sửu ấy cũng sẽ ăn nên làm ra. À, nói chung ấy, quý vị cũng sẽ trả sạch nợ nần từ trước đó hoặc là giải quyết các vấn đề một cách là trọn vẹn và à, trở nên thanh thông thuận lợi hơn. À, trong ngày hôm nay thì cũng có những cái cuộc gặp gỡ và hội họp đấy, liên quan đến tiền bạc và cũng sẽ rất có lợi cho các mối quan hệ của những người tuổi Sửu. Và những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay thì cũng có lộc từ khách hàng. Bên cạnh đó, con đường tình cảm thì cũng may mắn nhờ được cái cục diện tam hội nó tương trợ giúp đỡ nên là những cái khúc mắc trong cuộc sống thì cũng được giải quyết một cách gọn gàng. Con cái cha mẹ của các bạn hôm nay thì cũng được bình an, gặp hung thì hóa cát. À, nhờ được ơn trên nâng đỡ nên là những người tuổi sửu chăm chỉ hành thiện, vậy nên thời gian tới cũng tránh được những cái họa lớn nó xảy ra. À, thêm nữa những ai mà độc thân thì trong cái ngày cuối cùng của tháng này ấy, cũng được đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp gỡ được cái tiếng sét ái tình và đắm chìm trong cái tình yêu ngọt ngào quý vị nhé. À, các cặp đôi thì hài lòng với cái mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, tình cảm của hai người thì khiến cho không ít người phải ghen tị và cực kỳ ngưỡng mộ. vì vậy để gia tăng thêm cái vận may và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu đó là con giáp may mắn thứ hai à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày kỷ hợi thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi dậu. À, thưa quý vị, trong ngày hôm nay những người tuổi dậu thì được cục diện là gì? Là kim thủy tương sinh. Vậy nên là các bạn cũng khá là may mắn thoát được cái hoạn nạn trong công việc. Thực ra ấy, bản thân những người tuổi dậu luôn biết mình còn nhiều thiếu sót. À, khả năng còn bị giới hạn nên là rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe những cái góp ý của mọi người nên là được ông trời che chở nâng đỡ làm cho mọi việc được như ý. À, thêm nữa, những người tuổi dậu cũng khá là hòa đồng với những người xung quanh khiến cho những người khác cảm thấy là dễ chịu khi mà tiếp xúc với mình. À, trong ngày hôm nay thì đi xa nếu mà có gặp khó khăn ấy, thì cũng có người đứng ra tương trợ giúp đỡ tránh được những cái họa và do ăn ở có phúc có phần à, những người tuổi dậu cũng sẽ đạt được những cái thành công như ý nguyện. Vậy nên trong thời gian này các bạn đừng có sợ thiệt hại nhé Bởi những cái quả ngọt cũng đang đến gần với các bạn trong thời gian này Thêm nữa, nhờ có quý nhân tương trợ nâng đỡ Nên là lộc lá cũng sẽ vây quanh những người tuổi dậu à, Nói chung ý, các bạn sẽ có lộc ăn uống quả cáp và được cho tiền Những người tuổi dậu cũng là những người vui vẻ lạc quan Nên là cũng không khó để tìm được lộc lá trong cái ngày hôm nay à, Thêm nữa, vậy uh, được cục diện là gì kim thủy tương sinh nên cái vận trình tình cảm của những người tuổi dậu cũng khá là suôn sẻ hanh thông thuận lợi uh, các cặp đôi thì cũng đã hóa giải được những cái mâu thuẫn những cái chắc trở từ trước đó từ đó sẽ khiến cho các mối quan hệ tình cảm nó được ngọt ngào và yên ấm hơn vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày 29 tháng 6 ngày kỷ hợi không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi dần à, thưa quý vị nói chung ấy trong cái ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày kỷ hợi thì chúng ta có, có cục diện là dần và hợi là cục diện nhị hợp à, thêm nữa trong thời gian này thì lại có quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên những người tuổi dần mà à, đang mà chuẩn bị trong công việc ấy thì cũng gặp được nhiều may mắn được quý nhân luôn song hành ở bên cạnh nên là mọi sự sẽ được hanh thông thuận lợi các bạn làm việc thì có trách nhiệm thẳng thắn à, đôi khi mất lòng trước nhưng mà được lòng sau khiến cho ai cũng phải kính nể bên cạnh đó cái sự khéo léo rất là quan trọng trong cái thời gian này khi mà bản mệnh đang tương tác rất là tốt với đồng nghiệp và những cái tiền bối cũng như là khách hàng đây cũng sẽ là một cái thời điểm mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi dần. À, bên cạnh đó trong thời gian này thì các mối quan hệ nó cũng sẽ được ổn định à, cho các bạn nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với mọi người xung quanh tăng cường cái khả năng kết nối và bày tỏ ý kiến cái cảm xúc của bản thân đây cũng là cái thời điểm tốt để cho các bạn tìm kiếm những cái cơ hội cho cái đời sống hay là cái tình cảm cũng như là cái việc hợp tác về công việc. À, bên cạnh đó, trong ngày hôm nay ấy, thì những gia chủ tuổi dần cũng nên lưu tâm đến cái việc điều tiết các kế hoạch về thời gian, đừng có để vấn đề nó trở nên rối rắm khi một khối lượng công việc đôi khi ấy, nó cũng vượt quá tầm kiểm soát của các bạn. Các bạn hãy học cách tin tưởng vào cái khả năng của bản thân nhiều hơn, à, sử dụng cái tư duy lý trí để mà đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm cái đường đi thuận lợi cho mình hơn, quý vị nhé thêm nữa, lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nó cũng mang đến nhiều cơ hội được thăng quan tiến chức cho những người tuổi dần. Nếu mà quý vị biết chớp lấy cái thời cơ ấy, thì quý vị hoàn toàn có thể đạt được cái bước tiến trong cái tương lai. Thì ngoài ra các bạn cũng đang có những cái cơ hội phát tài phát lộc trong cái thời gian này, nhất là những ai mà đang khởi nghiệp hoặc là đang đi tìm cái định hướng thì cũng sẽ tìm được cho mình những cái công việc như ý và định hướng được cái phát triển bản thân thêm nữa. Công việc nó hanh thông thuận lợi nó cũng sẽ kéo theo cái vận trình tài lộc của những người tuổi dần được nở hoa phơi phới. Và nhất là gì? À, những người mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán ấy thì cũng chuẩn bị tinh thần có thêm nhiều cái hợp đồng mới hoặc là nhiều khách hàng mới. Sắp tới cũng sẽ gì đỡ đau đầu hơn. Có thể các bạn cũng sẽ gì không phải lo lắng về cái vận trình tiền bạc và tiền bạc thì nó cũng ùn ùn kéo đến. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho cái vận trình của mình ấy, Thì các bạn hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Là dần ngọ tuất Để mà trợ mệnh hộ thân quý vị nhé Tiếp theo con sắp may mắn thứ năm Trong ngày 29 tháng 6 Ngày kỷ hợi thì đó chính là những người tuổi mão ở à, Trong cái ngày hôm nay thì những người tuổi mão Được cục diện là hợi mão Mùi là cục diện tam hợp Đấy. À, bên cạnh đó thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cái cơ hội để cho những người tuổi những người tuổi Mão mở rộng cái mối quan hệ của mình. Đó. À, thêm nữa lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ đằng sau, đâm ra là công việc nó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi. Mọi cái kế hoạch của những người tuổi Mão cũng được tiến triển một cách hanh thông. À, khi có khó khăn thì quý nhân cũng sẽ luôn đồng hành bên cạnh, tháo gỡ từng bước từng bước một, khiến cho công việc luôn trôi chảy và đạt được cái hiệu suất cao. À, từ đó cũng sẽ lọt vào mắt của cấp trên và quý vị cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để được thăng quan tiến chức hay là tăng lương tăng thưởng à, tuy nhiên trong ngày hôm nay thì lại có cái thiên quan nó chiếu mệnh vậy nên là những người tuổi mão đôi khi muốn bình yên thì cũng phải tránh xa cái chuyện những người có quyền có chức hay là gì à, tránh nói năng hoặc là à, cậy mình mà làm được việc mà lại gì tỏ ra kiêu ngạo hay là kiêu căng vì rất dễ bị kẻ tiểu nhân ám hại Đó nói chung ấy thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi dần à, của những người tuổi mão trong thời gian này thì cũng khá là tốt đó được quý nhân nó độ mệnh nên là những người tuổi này gặp hung hóa cát có người nâng đỡ nên là cũng tránh được khá nhiều cái hung hiểm trong công việc à, và nói chung ấy có chuyện gì bức bối thì à, quý vị cũng nên là tâm sự với những người nhà và đừng có vạch áo cho người ngoài xem lưng lọc lá đến với những người tuổi mão cũng khá nhiều nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh lại được cái cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ nữa À, những người kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ có cơ hội để phát tài phát lộc, hàng nhập về đến đâu thì bán bán hết đến đó. À, bản mệnh cũng làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm thì cũng luôn đảm bảo, nên là cũng giành được lòng tin khách hàng và trời thương Phật độ, vậy nên là làm gì cũng sẽ ra tiền trong cái ngày hôm nay. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ năm à, tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu hôm ngày trong ngày hôm nay mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mùi à, những người tuổi mùi cũng được cục diện là hợi mão mùi là tam hợp nó tương trợ. À, bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại có thiên ấn nó xuất hiện, nó báo nhiều cái tin vui cho những người tuổi mùi. À, quý vị đã nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian vừa qua và đây cũng là cái lúc để quý vị có được những cái thành quả nhất định. Nhiều người còn được nhận thưởng nhờ cái sự chăm chỉ và xử lý vấn đề một cách khôn ngoan của mình. Tuy nhiên ấy, quý vị vẫn còn một số chuyện sẽ gây ra áp lực đấy. À, nói chung ấy những cái áp lực này trong công việc đôi khi cũng sẽ khiến cho những người tuổi mùi phải nghĩ ngợi hoặc là căng thẳng. À, quý vị đừng để những chuyện đã qua nó gây ảnh hưởng cho mình nhé. nếu không thì các bạn sẽ khá là mệt mỏi và có xu hướng là lặp lại cái sai lầm thêm nữa. may mắn trong thời gian này nhờ có cục diện tam hợp nối chiếu cố mà con đường tình cảm của những người tuổi mùi ấy thì cũng khá là hanh thông thuận lợi. lứa đôi thì yêu đương nồng cháy. À, thế nhưng mà các bạn cũng phải năng ra ngoài gặp gỡ mọi người. À, chứ đừng nên rú rú trong nhà nhé ra ngoài thì quý vị có nhiều cơ hội để gặp gỡ hơn kết giao thêm được những người bạn mới tìm kiếm được thêm những cái cơ hội làm ăn mới và cũng sẽ có cơ hội để tăng trưởng phát triển cái sự nghiệp của mình lên nói chung ấy trong thời gian này thì đây cũng là một cái cơ hội để cho những người tuổi mùi cải thiện bản thân mình cải thiện cái tình hình của mình và tìm kiếm những cái cơ hội à, và đảm nhận được những cái phần thưởng xứng đáng bằng cái sự nỗ lực và cố gắng của mình cái sự thay đổi tích cực cũng sẽ giúp cho những người tuổi mùi giải quyết được những vấn đề còn tồn động trong công việc trước đó duy trì được cái bầu không khí hài hòa trong tập thể bên cạnh đó trong thời gian này những người tuổi mùi cũng cần phải tập trung vào cái vấn đề tài chính xem xét thu chi liệu cân đối hay là hay không hứa hẹn khi mà các bạn làm tốt mọi việc thì uh, sẽ khiến cho quý vị nhận được những phần thưởng xứng đáng thì đây cũng là cái kết quả mà tốt đẹp dành cho những người tuổi mùi Vậy nên để gia tăng thêm cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 91 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày kỷ hợi này. Và trong cái ngày 29 tháng 6 âm lịch ngày kỷ hợi, chúng ta sẽ có 6 con giáp được trời thương Phật độ ban cho nhiều cái lộc lá về tay. Dễ có cơ hội giàu sang phú quý, mua nhà, tậu xe. Đó chính là những con giáp sau đây. Một là tuổi tí, hai tuổi xíu, ba tuổi dậu, bốn tuổi dần, năm tuổi mão, và 6 là những người tuổi Mùi à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký Kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn